Xin kính chào quý khán giả của đài IBC trong chương trình bình luận ngôn nhân dụng tuần này do Thu Hà và bác ngôn nhân dụng phụ trách. Trước nhất Thu Hà xin kính chào quý khán giả và chúc quý vị một ngày thật an lành và thật hạnh phúc. Thu Hà xin kính chào bác. Dạ, xin kính chào cô. Cảm ơn quý vị khán giả. Dạ vâng. Thưa bác, tuần trước mình có nói một chút về giải thích một chút về nước Việt Nam của chúng ta vẫn độc lập là nhờ vào người Việt Nam của chúng ta giữ được tiếng nói trong cái thời Bắc thuộc. Thì thưa bác, ngoài cái yếu tố mà vấn đề ngôn ngữ mà chúng ta giữ được tiếng Việt trong thời gian đó, thưa bác, thì còn có cái yếu tố nào quan trọng nữa không bác? Dạ thưa, vâng. Trong cái thời gian 1000 năm Bắc thuộc thì người Việt Nam mình vẫn giữ được cái bản sắc, và sau đó mình đã giành được độc lập và mình dựng lên một cái quốc gia, mình không có bị biến mất, nghĩa là không biến thành người Trung Hoa. Trong khi đó thì những cái người bà con xa của mình ở phía Bắc, ở trong các tỉnh Quảng Đông cho đến Phúc Kiến, những người đó là thực ra là về phương diện huyết thống đó là giống người Việt mình hơn là họ giống những người Hán ở phương Bắc. Nhưng mà những người ở miền Quảng Đông, Phúc Kiến vân vân là trở thành người Trung Hoa hết. Mà người Việt Nam mình vẫn còn giữ nguyên được một cái bản tính, rồi thì là dựng nên một nền độc lập. Thì như là tuần trước chúng tôi đã trình bày, một cái yếu tố quan trọng là ngôn ngữ. Mình giữ được tiếng nói, và cái tiếng nói đó nó khác hẳn cái tiếng nói của người Trung Hoa, do đó mình giữ được độc lập. Thì ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác, có thể nói yếu tố địa dư. Mình sống ở một cái miền đất ở phía Nam nước Tàu và cái khí hậu nó khác hẳn, có thể là một cái yếu tố giúp cho mình bảo vệ được cái nền độc lập dân tộc. Nhưng mà về phương diện tinh thần thì có thể nói cái yếu tố quan trọng không kém gì tiếng nói đã giúp dân Việt Nam tồn tại là tín ngưỡng. Đó là một cái yếu tố làm cho con người suy nghĩ khác và họ xác định được cái bản chất của mình, đó là tín ngưỡng. Dạ vâng. Khi chúng ta nói tín ngưỡng thì tại sao tín ngưỡng lại có thể ảnh hưởng tới thành lập một quốc gia thưa bác? Dạ vâng. Cái câu chuyện này có thể là được chứng minh ở khắp thế giới. Mình biết là có những quốc gia đã thành hình chỉ vì lý do tín ngưỡng đấy. Chẳng hạn như là cái hồi thế kỷ 19 là có một cái phong trào lập quốc ở bên Âu Châu. Trước đó là các đế quốc họ cai trị đủ các sắc dân, họ không có phân biệt gì quốc gia nào hết. Thế đến cái thời thế kỷ 19 á, thì bây giờ mình nói riêng ở Âu Châu có một cái phong trào lập quốc, thì những người nói tiếng Đức là họ thành lập ra những quốc gia nói tiếng Đức. Thì trong số những cái người nói tiếng Đức đó lại có một nhóm không chịu. Những người nói tiếng Đức đa số đó thì họ lập lên cái nước gọi là nước Phổ, Prussia. Thì những người khác cũng nói tiếng Đức lại lập lên một cái nước mà mình Việt Nam mình gọi là nước Áo, Austria. Tại sao mà lại phân biệt như vậy? Tại sao không có vô nước Phổ cho rồi mà lại đi lập một cái nước mới? Lý do là bởi vì rằng những cái người mà sống ở cái nước Áo bây giờ đó, họ theo tôn giáo khác với là những người sống ở nước Phổ. Các quốc gia ở trong nước Phổ là đều là theo những cái giáo phái gọi là cải cách, mình hay gọi là đạo Tin Lành. Thì các quốc gia đó hợp nhất lại thành một cái liên bang gọi là nước Prussia. Thế còn dân ở cái nước Austria bây giờ đó, họ lại theo đạo Công giáo La Mã, là không những trái ngược mà còn có khi xung đột rất là mạnh với lại những người mà theo đạo cải cách. Thời kỳ đó là nhiều cuộc chiến tranh xảy ra chỉ vì lý do tôn giáo. Thành cái nước Austria nó thành lập, dù rằng nó nói tiếng Đức như là người dân nước Phổ, là bởi vì lý do tôn giáo. Ở trên thế giới có rất nhiều thí dụ như vậy. Thí dụ như là khi bán đảo Ấn Độ được độc lập,
thì người ta chia làm hai. Tại sao chia làm hai? Là bởi vì những người theo Ấn Độ giáo đó chiếm đa số ở trên bán đảo, còn những người theo Hồi giáo đó họ không chịu, thì họ muốn lập một cái nước riêng. Và cái phong trào lập một cái quốc gia riêng cho người Hồi giáo đã bắt đầu từ thế kỷ 19 lận. Thành ra khi mà Ấn Độ độc lập thì những người Hồi giáo bảo nhau là chúng tôi sẽ lập một nước Hồi giáo. Thành ra có cái nước gọi là nước Pakistan. Đó là hàng triệu người ở trong bán đảo Ấn Độ đã chạy sang bên Pakistan ở phía Tây hay là phía Đông để mà lập ra một quốc gia mới. Đó là lý do tín ngưỡng. Và cái hồi gần đây nhất trong thế kỷ 20 ấy, chúng ta biết có một cái quốc gia rất phức tạp gọi là Nam Tư. Nó gồm rất nhiều sắc dân, nhiều tôn giáo khác nhau. Đến cái hồi 1990 đó, khi cả cái thế giới cộng sản sụp đổ thì Nam Tư cũng tan rã, bởi vì đó là một quốc gia cộng sản. Thì có một cái vùng là dân Nam Tư mà họ không theo đạo Thiên Chúa như là đa số. Thì cái vùng đó là Kosovo, nó chỉ có khoảng độ 2 triệu người nhưng mà họ theo Hồi giáo. Còn đa số cái vùng còn lại của Nam Tư đó là theo Thiên Chúa giáo, thuộc cái ngành chính thống giáo. Thì người Kosovo đã bảo chúng tôi lập một nước riêng. Người dân ở chung quanh đến đánh, và cuối cùng là thế giới phải can thiệp để cho nước Kosovo độc lập. Thì đó cũng là một quốc gia lập nên vì tôn giáo. Thành ra là cái chuyện mà tôn giáo có thể khiến cho người ta có cái ý thức về dân tộc và muốn tạo cho nên một cái dân tộc riêng biệt. Thì đấy là chuyện mà đã diễn ra rất nhiều trong lịch sử. Dạ vâng. Và khi mà chúng ta nói tín ngưỡng, thí dụ như tín ngưỡng ở Việt Nam thưa bác, thì tín ngưỡng Việt Nam đã bảo vệ cái cá tính của dân tộc như thế nào thưa bác? Dạ thưa, có thể nói là ngay từ cái thời mà nhà Hán sang cai trị nước ta đó, thì người Hán đã phải đối đầu với lại những tín ngưỡng có sẵn của nước Việt Nam. Thì chúng ta biết là các ông quan cai trị người Hán đó, họ chỉ cốt sang Việt Nam thu thuế. Cái việc chính của họ là thu thuế và bắt dân Việt Nam phải đi làm việc tìm những cái đồ mà quý giá, ngọc vàng, rồi những cái thứ như là sừng tê giác để làm thuốc, rồi tất cả để cho các ông quan nhà Hán đó, mang đồ đến gửi về kinh đô. Mà không phải là họ chỉ gửi về để biếu ông hoàng đế nhà Hán, mà cái chính của họ là hối lộ cho các ông quan trong triều nhà Hán. Bởi vì tất cả những cái ông quan ở bên Trung Quốc được cử sang làm việc ở Việt Nam đó, không có ai muốn ở đó để mà sống với lại cái giống dân khác mình. Và nhất là cái khí hậu nó quá tệ. Rất nhiều vị quan nhà Hán mà đã chết là vì bị bệnh. Đời nhà Đường, ông vua nhà Đường cử một ông quan sang cai trị xứ gọi là hồi đó gọi là An Nam, tức là Bắc Việt bây giờ. Thì cái ông quan đó cáo bệnh không đi. Một thời gian ông vua hỏi khỏi bệnh chưa, bảo vẫn bị bệnh. Cuối cùng đó, ông vua sai cái người anh em rể của cái ông quan đó đến bảo là anh phải đi, nếu không thì vua giết. Mà cái ông quan đó đó, cuối cùng ông không đi. Ông ấy thà rằng chết còn hơn là phải sang làm quan ở Việt Nam. Lý do là bởi vì rằng ông ấy nghĩ mình chết ở đây đó thì vợ con nó còn có xác, nó đem nó làm lễ an táng. Còn mình sang bên cái xứ gọi là An Nam đó đó, bệnh tật nó sẽ giết mình và vợ con không bao giờ biết cái xác mình ở đâu nữa. Thì đó là cái lý do mà khiến cho ngay các ông quan ở bên tàu họ cũng không có thiết tha đến cái chuyện sang Việt Nam. Thì cái chuyện mà người Hán sang cai trị Việt Nam mình đấy là đã phải đối đầu không phải với khí hậu không thôi, mà đối đầu với những vị thần thánh ở trong nước Việt Nam. Chúng ta biết là Hai Bà Trưng chẳng hạn, khi mà khởi nghĩa
thì là phần lớn các tướng gọi là tướng lãnh mà theo hai bà chỉ huy quân đội đó là các cô gái khoảng độ ngoài 20 tuổi. Thì trong đó có một người gọi là Bát Nàn Phu Nhân, là được coi như là một vị thần mà chết đi rồi đó là thành một cái vị thần linh rất lớn. Và đấy là một cái vị gọi là thần hộ quốc cho dân tộc Việt Nam. Thế rồi Phù Đồng Thiên Vương cũng là một vị thần hộ quốc, là bởi vì người Việt Nam mình thời cổ đó có cái phong tục là thờ đá, ở những hòn đá lớn là mình đến mình thờ phụng. Thì ông Đống là một cái vị thần, và Phù Đổng là sinh ra cái ông Thánh Gióng đó là một vị thần khác. Thì có biết bao nhiêu vị thần thánh đó đã giúp người Việt Nam bảo vệ được cái lòng tự tin của mình, không có sợ cái quân nhà Hán, nhà Đường nữa. Dạ vâng, và chúng tôi cũng vừa hết phần 1. Xin quý vị đừng rời khỏi màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.